chiếc xe dầu phun mới nha. Cho anh em nghe tiếng cô cái này mình tắt rồi đó chị. Đây máy tiếng cô. Máy này mới làm đây rồi luôn nghe anh em, bảo hành cho anh em 1 năm để anh em chơi thoải mái luôn. Đang lưu đai luôn. 0S00. Nghe dầu phun mới. Nghe cái sạc nghe tiếng cô cái này. Đó, cô nổi tiếng nha anh em. Anh em mua về chỉ việc đổ xăng chạy thôi. Xe này là hàng hiếm, một trong 100 chiếc nhập khẩu đầu tiên qua Việt Nam nha anh em. 97 hải quan chính ngạch, số đầu 06 120. Đây đã nhập ra tên mình rồi nha anh em. Ở anh em nào ở Bến Tre thì khỏi giám định nữa, đã qua giám định hết rồi. Số khung số máy này rất là rõ nét nha anh em. Đó, đã qua giám định hết rồi. Xe máy bao nhẹ luôn. Đây, chi tiết bên trong. Đó, mình test mở bò vô rồi nha anh em. Chung là xe giọng mới thì đồ lọ một thì nhiều nha anh em. Liên lạc dạng như cuộc trước cuộc sau đúng là hàng lọ một hết luôn nha anh em. Số 8 luôn. Đó, cái chi tiết mình đã vô hẳn băng. Máy móc làm lại hết rồi. Đó, bên dưới cho nên mình gọn gàng sạch sẽ hết. Đó, đèn thì đèn 02. Châm thì châm đầu núm luôn. Rồi, nói chung là xe giọng mới thì nó liền lạc vậy đó anh em. Đồ thì nóc tán rồi nó mới hết vậy đó. Rồi anh em mua về mình đổ xăng mình chơi thôi. Còn anh em nào mà thích đồ gin thì mình mua đồ gin mình vô. Còn này xe mới hoàn hảo hết. Đó. Đồng hồ đồ đã chưa công mét luôn. Dắt xe dắt vô thôi. Đang lưu đai nghe nè. Máy mình làm rồi nên bảo hành cho anh em 1 năm cho anh em chơi thoải mái luôn. Bên mình bán xe mình bao cho anh em quay đầu luôn nghe anh em. Tùy theo cái thời gian mà anh em chơi anh em quay đầu thoải mái luôn. Là ngoài tỉnh mình bao hồ sơ cho anh em nha. Bao quốc hồ sơ cho anh em nhập vô luôn. Xe nào mà nhập vô không được hoàn đủ tiền nha anh em. Đa số là xe về mình ra tên mình hết nha anh em. Đó, mình ra tên mình chắc cú. Đó, hoàn hảo đây nè. Chút sao đồ đa số đồ mới nhiều. Có cái bô này bô sơn giả gam nè anh em. Nghe tiếng đã lắm. Thì nó bóng lưỡng gì đó. Đó là nước sơn giả gam. Cái xe này mình ra đi với giá 188 triệu nha anh em. Anh em nào cần thì liên hệ. Mình bao sơ cho anh em luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy lại cho anh em nghe cái nữa nha. Chung là xe giọng mới thì mình không có quay chi tiết bên trong cho anh em ha. Thì nó cũng không có gì quan trọng, chứ là xuồng bọng được chuẩn, chạy không sàn đảo. Nhưng mà cuộc thôi ấy mình vô hết trơn anh em, bao im cho anh em luôn. Đó. Nổ ra thì thầm. Máy đang lưu đai nha anh em.
hơi nặng xíu. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em thời gian qua đã ủng hộ xe rất nhiều nha anh em. Anh em có cần xe cứ alo liên hệ mình. Cảm ơn tất cả anh em.